បាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបកាត់តបទចម្រៀងដាក់អសរបាទហើយសូមតាមដានទស្សនាដូចតទៅនេះគឺខ្ញុំកាត់នេះគឺក្នុងកម្មវិធី Sony Vega Pro 14.0 បាទហើយនេះគឺជាបទចម្រៀងហើយនឹងអសរនេះបាទនៅក្នុងខ្ញុំធ្វើក្នុង Photoshop ហើយនេះគឺខ្ញុំដោនឡូតពីអ៊ីនធឺណិតមកបាទបាទហើយអានេះក៏អញ្ចឹងដែរគឺខ្ញុំដោនឡូតពីអ៊ីនធឺណិតមកដែរនេះយ៉ានេះបាទនេះគឺខ្ញុំដោនឡូតពីអ៊ីនធឺណិតមកហើយគឺយើងអាចធ្វើអានឹងដាក់ចូលមកជាមួយគ្នាហើយដោយមិនចាំបាច់លុប background លុបអីចេញបាទហើយជាដំបូងសូមតាមដាននៅខ្សែវីដេអូនេះដូចតទៅទី1គឺខ្ញុំមានរូបភាពដែលខ្ញុំ design នៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop បាទជាបទចម្រិតជាចំណងជើងឬក៏ជា background ជាស្អីស្អីហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន design នៅក្នុងphotoshop រួចហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំសេវអាហ្នឹងទៅជានេះខ្ញុំសូមមកកន្លែងនេះតិចគឺខ្ញុំសេវសេរី filter នៅលើនេះតិចដោយសារstroke វាអត់សូវល្អបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមនេះឡើងវិញដកនេះចេញហើយដាក់ stroke ធម្មតាបាទបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំsave រូបភាពនឹងទៅហើយរូបភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំយកកម្រិត HD បាទកម្រិត HD ហើយយើង save ជា file Photoshop ឬក៏ file JPG យើងអាចប្រើបានទាំងអស់បាទនេះគឺដាក់ឲ្យលក្ខណៈនេះមកមកមេជាងទាញអស់មកមេជាងបាទតោះមកខ្ញុំមានMinimize នឹងចោលហើយខ្ញុំទៅបើកកម្មវិធីនេះគឺបទចម្រៀងហើយនេះគឺជាកម្មវិធីហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំទៅបើកកម្មវិធី Sony Vega ហើយខ្ញុំចុចទៅលើប៊ូតុង Open ហើយប្រៅទៅរក Sony Editor តោះមកខ្ញុំទាញចម្រៀងដាក់មួយសិនបាទហើយយើងអាច create នេះ create video editor insert video track បាទអញ្ចឹង insert video track ក្នុងការ insert video track ហ្នឹងគឺយើង insert 2មកបាទតោះមកយើងចុចទៅលើ open ដដែលទី1គឺខ្ញុំយក background ដាក់ background នេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំសម្រាប់តែដាក់ background ទេបាទឲ្យយើងទាញឲ្យអស់មកទាញមកអានេះគឺយើងមើលបាទយើងនេះទៅគឺវាចេញចេះហើយយើង view ឲ្យយក base full មកបាទបានវាឃើញច្បាស់បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចូលទៅបើកនៅអានេះគេហៅថា photic background rose បាទអត់លុបទៀតទៅ computer អូខេមានបញ្ហាដំឡើងវាដូចមិនត្រូវមកទេបាទបន្ទាប់មកគឺយើងទាញនឹងឡើងទៅលើឬក៏ទាញយកដាក់នេះមកហើយយើងចុចនេះគឺវាកាលណាយើងលុបគឺលុបទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចុចអសយូដើម្បីឲ្យដោះក្រុមបាទបន្ទាប់មកចុច delete នឹងចោលទៅគឺយើងទាញហ្នឹងយកមកដាក់នៅដើមហើយយើងសេរីវាឲ្យស្អាតនេះហើយយើង play មើលបាទអញ្ចឹងអានេះគឺយើងធ្វើហើយហើយយើងចូលទៅនេះវីដេអូ SH នេះហើយយើងយកជ្រើសរើសយកជ្រូម៉ាគេហើយទាញដាក់លើវាមកយើងប្រមូលនេះតូចតិចមកបាទហើយយើងចុចទៅឡាញ color color ហើយយើងយកនេះ pick tool នេះអញ្ចឹងយកមកចុចទៅលើ background ខ្មៅដែលយើងចង់កាត់ឃើញទេអញ្ចឹងតទៅទៀត
dương sợi dây dây ở ba mình ba sợi na lấy dây dây còn thế và và này cho sau đó khi em chơi close là lấy những play đồng tiền và lấy cái nhầm tiền tịch máu ok nhầm play đồng tiền tiền thì tiền bây giờ mà xong rúng ok play đồng tiền và tao mất tiết cứ khi nhom đây nhom đã còn sơ tới đây rất là tao mất khi nhom chơi open một tiết đây cái giờ falling series và chẳng phải chơi thôi được bao nhiêu cái chơi soi u tới đập bay đọc sản lệch cái rục vía tao mất cái dương tiên vô một đạn đây cái này là đôi cái này và hay dương series về tới dương sợi dây vía tới nè tao mới dương mưa ok anh đang người hỏi tha nè tao máu cái dương cho từ lâu khi chờ mà khi khi giờ đó giờ mình đặt tiền hay dương cho từ lâu từ lỡ ai đang nhịp thịt thu đấy cái dương phơi đá và dập máu cái dương cho thằng cây không và ai dương cho chờ close này đọc về hết cái nhau mà cho control đảm bảo nhau copy ấy đã ban chờn và hay bàn tay cái nhau mà đi cái nhau mà lọp về xem từ lọp một khán đài vĩnh và ai dừng cả khi frame một tiết này cả video filter một tiết ai chạm dừng play mới ta bị chênh mình thế chênh bị lừa phong chênh bị khổ phong và đấy dương ai sorry dương cho control trước dương tiền rồi việc play thì nó ok hãy dương đừng đầu tiền và tập máu cái dương đây hãy dương tiền copy về máu và yeah sorry copy anh ấy dừng copy chẳng máu rồi có dừng copy chẳng tới ok copy chẳng tới rồi có dừng miên anh đang chờ dừng vừa chờ tới hay sau này dừng miên tích dừng vừa tự đài anh ấy cái dương cắt chảo ok anh ấy cái dương tiền tầm rầm máu tầm máu cái dương play thì khá dương đã trơn với việc sầm và lấy ưu tiên hoa thầm xong bà dương trời ơi xong bà dương trời nhưng cái thà vì lọ chẳng à xó khi nhóm viên giấy thế bà nhưng như thế thì lọ dương double click lên à xin đất nè tầm râm nè dương xe viên đi vào nè bà
rồi mở chọn nè render á rồi cái chọn file chọn giờ bị render á rồi mở cái này nè dương đã chấm non trường vi đã tha xây kế nè phần là nhầm đằng ấy thế còn là thà bọt chấm riêng nhầm đằng thà bọt ấy thế nhưng mà chạm on score đấy và hơi dương sale một đạn lơ song edit máu hơi cái này nè cái dương giờ ở before phần tay nơi cái này nè nhìn vô này cho bà ở vị trí bản tích tôi mới dùng cho render và hãy dùng phương ca rong trăm viêm nông một bọt nâng tao vì chẳng này phê của mà này tí tam frame dương đặt tracking đã chớn cứ ví dụ đã tích cứ bị chậm chân và dương thưa ca rong trăm thì tới ở vi render Thank you.
vì riêng dù tự nhiên bọn phụ đã xa dùng sen xe với chị ấy chết đi bây giờ giờ vui cười của em đi quý mưa nó thì ăn cho quý mưa ăn bằng máy quý mưa cho kìa bây giờ chạy tạm đồng của ta cho người ta đang cho anh lấy cho khỏi rồi. Còn một cái dương vì render ban rồi phía rồi hay dương bạc về tới này từ ban và ban mấy mà bọn nó cứ dương trong này chờn mì đấy đi chờn mì đấy bây giờ mì chiếc còn một dương bạc mới bọt chanh mình ba các tam đàn đặc biệt với video được trong Sonica hay những đặc biệt đã flower floor flower fall được trong cam thi Sonica sang trong học sinh trong những video